Dạ, con chào cô chú. Con tên là Thí Ái, con đại diện công ty liên kết Nhật Việt tại hội trường Hạnh Phúc Nhật Bản Vĩnh Long. Thì hôm nay con có đến hỏi thăm sức khỏe cô chú sau thời gian 5 tháng mình trị liệu đúng cách tại nhà. Lời đầu tiên thì con xin chào cô chú. Cô chú có thể chia sẻ con biết tên của cô chú, bao nhiêu tuổi và địa chỉ của mình ở đâu được cô chú? Chú tên là ông Cường, sinh 1955, ở địa chỉ số 38A đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Cô tên là Lâm Thái Hưng, sinh 1959, ngụ số 38A đường Lý Thường Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Dạ, con cảm ơn cô chú đã đồng ý hôm nay và đã chia sẻ với tụi con. Thì cô chú có thể cho tụi con biết là trước khi cô chú trị liệu tại hội trường con thì cô chú mắc căn bệnh gì, và lúc trước thì cô chú trải nghiệm tại hội trường của tụi con được bao lâu ạ? Chú thì mắc cái chứng bệnh thoái hóa khớp sống cổ là lâu năm, cũng hai mấy ba chục năm rồi. Dạ. Thì mở máu, sau đó mà mới nghe nói cái ngồi ghế xuống điện của Nhật Bản, rồi có qua cả hội trường ngồi trước thời gian là 2 tháng, trong khi đó thấy có cảm thấy là cũng có hiệu quả, cho nên mới là quyết định là mua máy về để nhà sử dụng. Và trong thời gian sử dụng là 3 tháng sau có đi xét nghiệm thì máu mỡ thì nó bình thường, rồi thoái hóa khớp sống cổ thì nó lúc xưa thì nó bị đau nhất. Dạ, là lúc đó là chú trải nghiệm tại hội trường bao lâu rồi? Trải nghiệm tại hội trường bao lâu chú? 2 tháng. 2 tháng thì cô chú là đi một lượt luôn hay sao, hay là đi cô lượt. Rồi cô có thể chia sẻ bệnh của cô cho con biết được không cô? Còn cô thì bị bệnh tiểu đường. Dạ. Với máu mỡ. Dạ. Với bị hở van tim 2 lá. Mà hiện tại bây giờ thì cô cũng đi khám bệnh uống thuốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô chịu trị liệu được 2 tháng. Là 2 tháng ở hội trường đó cô? 2 tháng ở trường, rồi cô có cảm thấy nó cũng có cải thiện, giảm đau nhức xương khớp. Dạ. Đó. Rồi tiểu đường cô cũng ổn định. Dạ. Lúc đầu thì cô cũng tiểu đường của cô 170, 180. Dạ. Nó không có xuống. Dạ. Nhưng mà từ hay khi mà quyết định mua máy về để nhà trị liệu á, thì tiểu đường nó có ổn định. Là trị liệu tại hội trường là mình đã thấy cơ thể mình khỏe rồi. Nó cũng có giảm bớt. Có giảm bớt rồi. Rồi tại sao mà cô chú quyết định lắp thiết bị GH của con tại nhà? Tại vì nghe nhân viên nói là như thiết bị lắp tại nhà mình trị quả hiệu quả trị liệu nó tốt hơn. Dạ. Ban đêm. Dạ. Rồi thành ra mới quyết định là mua máy về lắp tại nhà để trị liệu. Dạ. Trong quá trình trị liệu thì mình mua máy về thì nó đường huyết nó ổn định. Dạ. Nó xuống tới mức 101, 102. Bởi vì hội trường là chỉ là hỗ trợ 30 phút. Dạ. Cho nên là thời gian là ngồi thì nó không có theo cái lộ trình yêu cầu của mình. Dạ. Cho nên thấy kết quả là thấy tốt, cho nên mua thêm để mình có cái thời gian mình tăng cái thời gian hỗ trợ thêm. Dạ. Với hơn nữa là nghe nhân viên là nói là máy là tốt nhất là để ban đêm và mình nằm ngủ mình sử dụng. Dạ. Hiện tại thì cô chú trị liệu với thiết bị GH tại nhà được bao lâu rồi cô chú? 5 tháng. Cô chú đó lắp thiết bị GH máy cô chú 14 ngàn. Thì sau 5 tháng trị liệu tại nhà đúng cách thì cô chú có đi xét nghiệm lại mở máu, chú có đi xét nghiệm lại không chú? Có, mở máu thì nó bình thường. Dạ. Còn cái thói quá khớp sống cổ á thì bây giờ nó không có đau như ngày xưa rồi, nhưng mà nó hơi mỏi một chút vậy đó. Con có theo dõi sức khỏe của chú thì lúc trước ở trị liệu tại hội trường chú có bị mỡ máu không chú? Thì sau thời gian trị liệu tại nhà thì chú xét nghiệm lại mỡ máu chú giờ có cải thiện nhiều không chú? Bình thường, chỉ số bình thường. Chỉ số bình thường, lúc giờ là chú còn uống thuốc đúng không chú? Hết rồi.
là trị liệu tại nhà là chú giờ xét nghiệm là bình thường à, hết uống thuốc luôn. Dạ, hồi xưa chú uống mấy viên chú? Một viên. À, một viên, bây giờ là bỏ thuốc luôn hả chú? Nào, chúc mừng chú nha. Còn cô thì con có theo dõi sức khỏe của cô thì cô mắc bệnh tiểu đường hai mấy năm hả cô? Rồi sau thời gian trị liệu tại nhà 5 tháng thì cô có đi xét nghiệm lượng đường hả không cô? Có, 3 tháng cô đi tái khám một lần. Dạ. Thì đường huyết nó ổn định. Đau khớp, đau xương khớp cũng hết. Mỡ máu thì còn ít. Dạ. Hồi xưa con theo dõi sức khỏe của cô có thấy cô bị rối loạn tiền đình á, thì sau thời gian trị liệu ở nhà thì rối loạn tiền đình của cô có cải thiện nhiều không cô? Có cải thiện, cô không còn bị rối loạn tiền đình nữa. À, dạ. À. Bây giờ là sức khỏe của cô chú là cũng cải thiện nhiều, con chúc mừng cô chú ha. Dạ dạ. Dạ. Rồi. Thì cô chú thì cảm thấy sức khỏe mình có cải thiện rất là nhiều thì con rất là vui, thì cô chú